Xin chào các em, hôm nay mình tiếp tục làm bài 12. Hãy viết cái tỷ số lượng giác sau thành tỷ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ. Ví dụ sin 60 cos 75, sin 52 cos 82, cos tan của 80. Tất cả những giá trị này các em nhận thấy là gì? Đều lớn hơn 45 độ. Thì bây giờ mình sẽ tìm các tỷ số lượng giác của góc nhỏ hơn. Nhưng mà thầy chỉ luôn, cái bài này chính là cái bài áp dụng cái gì? Áp dụng cái tính chất này, cái định lý này này. Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Thì làm sao thì mình sẽ quay lại cái bài toán để mình làm nha. Ta có gì? Sin 60 độ cộng cho 30 độ bằng 90 độ không các em? Đây là bài 12 ghi vô 12. Đúng không? Cái dấu đây dấu độ nha, dấu độ cho đây. Thì sin của 60 nó bằng cos của 30 không? Làm miễn sao hai góc cộng lại bằng 90 độ, gọi là hai góc phụ nhau. Giải thích luôn cho các em này. Phụ là gì? Bù là gì? Phụ là phụ tình bạc nghĩa, các em thấy không? Nghe cái câu đó không? Có nghĩa là sao? Nó vuông góc với nhau, có nghĩa là cách nhau. Còn bù nghĩa là giống như trời tiếng lên đó, bù nghĩa là quát rồi, có nghĩa là hết rồi đúng không? Có nghĩa là tắt quát nghe là nó là 180 độ. Nhớ vậy nha. Bù là 180 độ, phụ là 90 độ, thì cờ bù hay là hai góc bù phụ nhau là hai góc tổng nó là bằng 90 độ. Rồi, bây giờ quay lại sin 60 sẽ bằng cos của 30. Vậy là mình đã tìm được tỷ số lượng giác của một góc nhỏ hơn 45 giờ. 30 đây chính là một góc nhỏ hơn 45. Tương tự ta có 75 độ cộng cho bao nhiêu thì nhỏ bằng 90 các em? Cộng cho 15 độ thì suy ra cos của 75 độ nó sẽ bằng sin của góc 15 độ. Như vậy từ giá trị ban đầu để cho là sin này, cos này, thì mình đã suy ra các góc nhỏ hơn 45 độ. Tương tự mình làm tới luôn nha, là 52 độ 30 phút bằng 9 cộng cho bao nhiêu bằng 90 độ. Đây cái số nó ra lẻ, các em không nhẩm được thì các em sử dụng cái cách sau. Sử dụng 90 độ, bấm chữ độ ra. Dấu đây là dấu độ nha các em, bấm một lần nữa nó sẽ ra là phút, bấm một lần nữa nó sẽ ra giây. Ví dụ như 90 độ trừ cho 52 độ này, đầu tiên là độ 30 phút này, bấm cái nữa. Ví dụ đây năm trong một cái chuỗi giá trị, nghĩa là nó ngăn cách các chuỗi giá trị ngăn cách nhau bằng cái dấu cộng trừ nhân chia hay là bằng thì nó ngăn ra rồi, thì cái vùng đây người ta gọi là một chuỗi giá trị. Thì trong chuỗi giá trị cái dấu độ này xuất hiện đầu tiên, nó máy tính sẽ hiểu là những cái giá trị ở trước cái dấu độ đó sẽ là độ, và tới cái dấu độ thứ hai thì những giá trị trước cái dấu độ thứ hai và dấu độ thứ nhất nó sẽ hiểu là phút. Và tương tự ví dụ 0 giây, dấu độ thứ ba thì nó hiểu là 0 đây chính là giây. Ok cho các em. Rồi bây giờ lấy 90 trừ cái giá trị mà mình đề bài cho, mình sẽ được cái giá trị là 30 độ, 37 độ 30 phút. Máy tính mình mặc dù bấm ở trên không có nhưng mà bấm ở dưới nó có này, độ này phút này giây này, ký hiệu thấy không? 37 độ 30 phút. Thì cái đây là 37 độ 30 phút. Giây thì 00 thì mình không cần. Rồi, đây là sin. Sin của 52 độ 30 phút sẽ bằng cos của 37 độ 30 phút. Thấy cái định lý nãy áp dụng cho chúng ta được không? Sin của góc hai góc phụ nhau thì sin
vuông góc này bằng cos của góc kia, và tan của góc này bằng cotan của góc kia. Thì áp dụng cái cotan này, cotan của góc 82 độ, mà ta biết thì đầu tiên mình cũng trình bày giống ở trên nè, 82 độ cộng cho bao nhiêu độ bằng 90 độ các em, cộng cho 9 độ bằng 90 độ, suy ra cotan của góc 82 độ sẽ bằng tan của góc 9 độ. Rồi đây tương tự 80 độ cộng 110 độ sẽ bằng 90 độ đúng không? Thì suy ra tan của góc, tan có rất là nhiều cách viết nha, 80 độ bằng cotan của 10 độ. Tan người ta có thể là viết như thế này, hoặc là bằng tan là người ta viết như thế này, một số người lại viết tan như thế này nữa. Rồi cotan vậy, cotan người ta viết như thế này, bằng này cotan, hay là viết đầy đủ ra cotan, như cái nào cũng là cái giá trị tan và cotan nha. Chỉ ở sin như cos thì nha, chỉ là sin và cos như thế này thôi, nó không có cái nào khác nữa, viết khác là sai ha. Nhưng mà tan là rất là nhiều cách viết, thì các em lưu ý. Rồi như vậy cái bài này mình đã làm xong, rất là đơn giản ha. Rồi kết thúc bài 12, hẹn các em bài 13.